Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở cái hộp này để xem có cái gì bên trong. Đây là thẻ code. Và đây là lá Pikachu Zacom GX. Rất là đẹp nha các bạn. Lá này là lá Jumbo. Bự hơn nhiều so với lá này. Nó cũng có cái đường vân y chang cái lá này nha, rất là đẹp nha. Sau đây mình có 10 pack đây. Mình có Fusion Strike, U-Wing, Chilling, đây, Brilliant, U-Wing, Region, Vivi Voltage. Ok, có 10 pack. Giờ mình sẽ mở cái này trước. Đó. Zacrum luôn. Holoware. Pikachu V.
recipe. Nãy giờ mở 4 phát có 2 hit nha. Mở cái này trước nha. Solomon V. Nếu các bạn thích video này nhớ subscribe và like cho mình nha. Thank you các bạn. Phát cuối. Cuối cùng cảm ơn các bạn. Bye bye.